Ban đêm cho các bạn xem đúng không? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ có một màn chôn rất là hay luôn. Thì ngày hôm nay xíu nữa thằng Phú nó qua thì mình sẽ có một màn chôn kiểu như là giả bộ mình tắt cầu dao, mình lúc ẩn lúc hiện xem thử là phản ứng của Phú nó sẽ như thế nào nha các bạn. Thì bình thường thì các bạn biết rồi thì nó rất là sợ ma luôn. Nên mỗi lần mình qua mình sẽ tắt thử cho các bạn xem rồi các bạn sẽ ok thôi. Ok, không chờ chờ gì nữa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Mấy bạn coi, mấy bạn subscribe á. Chứ mày đi học mét mà, ra gì? Đi học thì Út tự làm đấy chứ. Ai biết làm đâu. Đâu có Phú rồi, Phú làm chung. Ai biết làm đâu. Em mượn gà mới mua à? Gà mới mua á. Cái gì đấy, bên trong có gì á? Đây, đây, đưa xem. Hả? Mình nhìn nha, nhìn cái nè. Nhìn nha, nhìn áo thuật nè. Nhìn nè. Được không? Nói chung là dạo này nó có việc thôi. Nói chung là dạo này công việc nó rất là nhiều luôn mày hiểu không? Mày đi chăm suốt. Quát quá. Anh đi chứ? Mày á? Chúng quá. Mày? Chúng quá. Quát. Chúng quá thật. Anh đi đâu? Quát à? Đây là một TV siêu mỏng. Thú quá. Siêu thối dữ vậy. Làm gì hết kìa? Nhét nhét cái đầu gầy. Coi cái tính mình tắt điện đi chứ. Nghe không? Hả? Ok, mày tắt điện xong mày không tắt mày. Tắt làm gì? Để coi. Mày không thấy hao điện hả? Tắt điện biết cái đâu. Trời giá bậy, trời giá bậy. Để coi xem.
mình. Làm gì của mình? Trong tủ có đường à? Nhà nhiều cửa, nhìn gì? Không nhìn. Nhà nhiều cửa người ta. Tao kêu mày cắt điện sao mày không cắt mày? Cắt gì? Mày tắt đi, mày biết nhà tao hư điện đúng không? Không. Hao điện. Không. Không để vừa chơi coi chứ. Coi gì? Tao kêu mày tắt điện đúng không? Coi tắt điện đi. Để vừa coi vừa ấy. Coi nhưng mà coi quýnh cho bây giờ coi coi. Coi. Cắt điện miếng vậy mày. Chưa chết mày. Sao tao kêu mày tắt điện xong mày không tắt mày? Tắt chi? Ăn mày bật hoài vậy? Hao điện á. Đây. Trời ơi, tắt điện miếng cái trời. Trời ơi, trái mày trời. Cho nó hết hồn chơi các bạn ơi. Thì nói chung là cái phòng của mình nó có một cái đường, gọi là hồi xưa xây nhà nó có một cái đường để mình đi ra một cái cửa ở đằng sau cái tủ này nè, để nó đi ra đi vô. Với lại cái tủ nữa các bạn biết sao không? Cái tủ nó bị trống, nó bị lủng một cái, gọi là nó lủng nó nhỏ nhỏ, nó gọi là nó hình vuông đó bạn, nó hình vuông nó kiểu như kia kìa đó các bạn thấy không? Nãy là mình định làm một cái ở trên đó nữa nhưng mà nó bật điện nhanh quá nên mình không làm kịp. Nói chung là vài cái ẩn thân cho các bạn xem rồi, các bạn thấy ok rồi đúng không? Ok, và hy vọng các bạn thích video clip này. Nếu các bạn thấy ý tưởng này hay hãy cho mình một nút like luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.